Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thượng đường thuyết pháp tại chùa Kim Luân, Los Angeles. Pháp vương trí thủy lợi vạn vật, y sinh dược thạch giải chúng độc, chư Phật bổn nguyên quang minh tạng, cần gia phất thức mạc nhiễm ô. Nghĩa là trí thủy pháp vương lợi muôn loài, thuốc lương y giải hết các độc, chư Phật vốn là quang minh tạng, gắn công lao chùi đừng nhiễm nhơ. Pháp vương tức là Đức Phật, Ngài dùng nước Bát Nhã tẩy sửa bụi trần trong tâm chúng sanh, hầu làm lợi ích cho muôn loài. Thuốc của các vị lương y có công hiệu là giải trừ hết các chứng bệnh tật. Chư Phật là kho tàng ánh sáng quang minh ở cõi thanh tịnh thường tịch tỉnh. Nhưng bổn lai không một vật thì chỗ nào dính bụi trần đây? Chúng ta phải quét sạch hết các tạp niệm vọng tưởng thì gương trí tuệ tròn đủ mới hiện tiền. Khi Phật đến thì gương chiếu soi, lúc Phật đi thì gương im liềm. Chiếu là tùy duyên, tùy cảnh, không có gì chướng ngại. Bổn thể Phật tánh, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Bốn thể Phật tánh tức là chân lý. Chân lý này ở trong bậc thánh hiền không tăng, ở phàm phu không giảm. Thánh phàm mỗi mỗi vốn đều có đủ trí tuệ quang minh. Chỉ do một niệm bất giác mà tam tế tượng thành, rồi lưu lạc trong ngũ thú, luân chuyển theo lục đạo. Nhưng vì chúng sanh có một niệm bất giác vô minh mà sanh thành tam tế tướng, là ba tướng vi tế, hiện tướng, nghiệp tướng và chuyển tướng. Rồi từ đấy lưu lạc trong năm thú, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và luân hồi theo sáu nẻo, gồm ba đường thiện, thiên, nhân, Atula và ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng sanh do khởi nghi hoặc mà tạo tội, rồi phải chịu quả báo ở mãi trong lục đạo, không trồi đầu ra được. Trôi dạt ngàn dặm, phân tán thành vạn mối. Tự tánh của chúng sanh điên đảo, như nước trong bình tuôn ra, phân thành vô số chi nhánh, ngàn đầu vạn mối. Càng tán càng loạn thì nó lại càng khó quy tụ trở về. Như nước biển vỡ bờ, như núi lửa bộc phát, oai lực của nó còn hơn bơm nguyên tử, thần kỳ còn hơn cả máy điện toán, computer. Một khi tự tánh phân tán thành vạn mối, thì như nước tràn vỡ đê, lại cũng như núi lửa bộc phát, thế lực của nó còn hơn cả bơm nguyên tử nổ. Nó thiên biến vạn hóa, thần kỳ còn hơn cả computer. Ví như nghiệp lực đáng sợ của chúng sanh, thiện ác cứ qua lại với nhau, ràng rịt lẫn nhau. Bởi nó bất khả tư nghị, nên con người không thể nào tưởng tượng ra nổi. Tràn lan vô thứ tự, chúng ta không sao thâu gộp lại cho được, không biết là nó lung tung đến cỡ nào. Thứ nghiệp lực tràn lan đó lại ngày càng khuếch đại thêm ra, đến nỗi không thể nào sửa chữa tình cảnh lại được. Những thứ nợ ô nhiễm đó chúng ta phải trả mãi cũng không xong. Chẳng ai biết tương lai rốt cuộc rồi sẽ ra sao. Bởi vậy, chúng ta nên biết, thời đại ô nhiễm với bao trào lưu hỗn độn mà lo hồi đầu tỉnh ngộ, phát tâm bồ đề, dùng trí bát nhã và nhận rõ mục đích để tiến bước. Do đó, nên biết rằng, chúng ta đang ở trong thế giới ô nhiễm. Cho nên, đất nước, hoàn cảnh, không khí cũng đều bị nhiễm ô. Vậy, những thứ ô nhiễm đó từ đâu tới? Nguồn căn là từ một niệm vô minh của chúng ta đấy. Vì vô minh thuộc về lửa, cho nên lửa càng thiêu càng đốt mạnh mẽ, thì thế giới càng sẽ bị màn khói đen mịt mù bao phủ, rồi khiến cho tánh tình con người ô nhiễm, gia đình cũng nhiễm ô. Quý vị thấy đó, người mà hút thuốc
thì cả lục phủ ngũ tạng cũng biến thành màu đen luôn. Vì sao tâm tánh con người ngày càng mù mờ, đen tối? Bởi vì ai nấy cũng đều tham lợi lộc, chứ không có người nào chịu bị thiệt thòi. Mỗi mỗi đều là tự tư, tự lợi, thì thế giới làm sao không hư hoại cho được? Cho nên, lúc này chúng ta cần nhận rõ là thời đại hỗn trược, dơ bẩn, để biết quay đầu tỉnh giác, phát tâm giác đạo Bồ Đề. Chúng ta nên dùng đại trí huệ của mình, chứ đừng dùng cái trí ngu si. Khi hiểu rõ được chân lý rồi, chúng ta nên chắc chắn thực hành theo, chứ đừng làm một cách gian dối. Cửa hiền bờ thánh, lo chi không đến được. Nếu làm được như vậy, tức là chúng ta đã noi gương cùng các bậc thánh hiền, và tương lai chúng ta ắt sẽ đến được cảnh giới của thánh nhân. Hôm nay có các vị hộ pháp của chùa là bác sĩ Hồ Kiến Quốc, Trần Quốc Bối và Quả Cảo cùng đến chùa làm lễ thỉnh Sơn Tăng Thượng Đường thuyết pháp. Ba vị cư sĩ hộ pháp này có lòng thành tha thiết cầu pháp, cho nên họ thiết lập đàn tràng cúng trai tăng để kết mối thiện duyên. Này thuyết pháp một câu, mà nên nói gì đây? Các pháp là rời tướng ngôn thuyết, rời tướng văn tự, rời tướng tâm duyên. Thật ra lại còn có pháp gì để nói nữa? Vô pháp khả thuyết, cưỡng thuyết pháp, hữu thùy giác ngộ, hữu ngộ thùy, phản bổn hoàng nguyên quy gia lộ, vận chuyển tam xa niệm pháp hoa. Nghĩa là, không pháp để nói mà phải nói, ai giác ngộ cái chi, quay về nguồn là đường về nhà, vận chuyển ba xe niệm pháp hoa. Vô pháp khả thuyết, cưỡng thuyết pháp. Pháp vốn không thể nói ra được, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Tuy không lập văn tự, nhưng chúng ta phải miễn cưỡng dùng lời lẽ văn tự để thuyết pháp. Hữu thùy giác ngộ, hữu ngộ thùy. Cứu cánh là có ai giác ngộ, mà lại giác ngộ cái gì? Trên căn bản thì người được ngộ và chỗ để ngộ cũng đều mất hết. Phản bổn hoàng nguyên quy gia lộ. Quay trở về với tự tánh của kho tàng ánh sáng đại quang minh, tức là Phật tánh vốn có sẵn của chúng ta. Vận chuyển ba xe niệm pháp hoa, thường tụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và kéo được ba xe là chúng ta có thể lên đường trở về nhà. Ba xe trong phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa là xe dê, xe hưu, xe trâu, ví dụ cho Thanh Văn, Duyên Giác và Đại Thừa. Nhất lạp vi trần hàm pháp giới, vạn tượng xum la tức pháp thân. Chư Phật vô tâm thuyết kinh điển, Bồ Tát hữu chí hóa chúng sanh. Ngũ quẩn bất trượt nhân phiền não nhi đắc danh. Bát khổ phi khổ phá chấp trước tự giải thoát. Tam tâm vị liễu bộ bộ kinh la. Ngũ dục nhược không xứ xứ liên hoa. Bất tranh, bất tham, bất cầu đắc, bất tồn tự tư, tự lợi tâm. Tái năng thành thực, bất vọng ngữ, nhật cửu công thâm, tánh tự chân. Chư nhân giả, hội đắc ma, niệm tư tại tư, vật niệm vật trợ. Dịch đảo càng khôn, đã toái hồ lô, thử thời thiên túc vạn túc. Cực lạc thế giới nhãn để thâu, hà tu hướng ngoại vọng trì cầu. Nghĩa là, một hạt bụi chứa cả pháp giới, muôn Phật bao la là pháp thân. Chư Phật không tâm giảng kinh điển, Bồ Tát có trí độ chúng sanh. Ngũ quẩn thì không nhơ, vì phiền não mới có tên. Tám khổ là không khổ, phá được chấp sẽ tự thoát. Ba tâm chưa dứt, từng bước trong gai. Nếu không ngũ dục, thời nơi nơi có sen nở. Không tranh, không tham, không cầu để được. Không còn tâm ích kỷ, tự lợi.
lại thành thật chứ không dối láo, lâu ngày công tu thâm hậu chân tự tánh, các vị hiền nhân có hiểu được chăng? Niệm niệm hằng nhớ, đừng quên cũng đừng trợ giúp, đá vỡ càn khôn, đấm nát hồ lô. Lúc bấy giờ tất cả đều đầy đủ, thế giới cực lạc ngay trong tầm mắt, cần gì phải tìm cầu ở bên ngoài. Giảng ngày 10 tháng 3 năm 1985. Ha ha ha, 问什么的说呵。